Nhà báo Nguyễn Nhật chia sẻ tại lễ ra mắt giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023, Hà Phương, phó tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhà báo Nguyễn Nhật cho biết giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam vẫn kiên định hướng đến tôn vinh những giá trị tốt đẹp nhất của bóng đá Việt Nam. Ông bày tỏ, các hạng mục chính thức của giải thưởng sẽ do các đại biểu, nhà báo thể thao, huấn luyện viên, thủ quân đội bóng, chuyên gia bóng đá, lãnh đạo ngành thể dục thể thao bầu chọn. Ban tổ chức chỉ tổng hợp kết quả trên cơ sở các lá phiếu bầu chọn của các đại biểu. Ban tổ chức không được can thiệp, không có bất kỳ sự định hướng nào trong kết quả bầu chọn của hạng mục chính thức. Đó là truyền thống, tiêu chí giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Chiếc cúp mới cho giải thưởng cống hiến Hà Phương riêng năm nay chúng tôi sẽ bổ sung hạng mục giải cống hiến, đây không phải là giải hàng năm, không do các đại biểu bầu chọn. Ban tổ chức sẽ xem xét trao giải dựa trên cơ sở tham mưu, góp ý và sự ghi nhận của bóng đá Việt Nam cho nỗ lực phấn đấu tham gia của các đối tượng là cầu thủ, huấn luyện viên, nhà quản lý bóng đá trong một giai đoạn dài. Ngoài giải cống hiến, ban tổ chức vẫn tiếp tục duy trì 12 hạng mục trao giải gồm Quả bóng vàng bạc đồng nam, nữ và Futsal cùng với cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc nhất, cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất với quy định rõ cầu thủ có đạo đức, phong cách thi đấu tốt, không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật liên quan đến việc mua bán độ, ẩu đả trên sân, không chịu án kỷ luật dài hạn của VFF. Ban tổ chức sẽ gửi phiếu bầu chọn và danh sách đề cử đến các đại biểu từ đầu tháng 11 năm 2023, để các đại biểu bầu chọn hoặc điền thêm những cầu thủ không có tên trong danh sách đề cử nếu đánh giá họ xuất sắc hơn. Ban tổ chức sẽ nhận phiếu bầu chậm nhất ngày 28 tháng 12 năm 2023. Đêm gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Năm 2023 đã trải qua đầy bận rộn, kín lịch thi đấu trong nước cũng như quốc tế ở cấp độ đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Đánh dấu đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philippe Chusier, đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32 và tranh tài ở World Cup nữ 2023 thể hiện được tinh thần và ý chí thi đấu của phụ nữ Việt Nam. Cấp độ bóng đá trẻ cũng chứng kiến hàng loạt giải đấu lớn như ASEAN 19, vòng loại U23 châu Á hay bóng đá nữ sắp tới là vòng loại Olympic Paris 2024. Đội tuyển Futsal đang chuyển giao thế hệ đã vượt qua vòng loại để lần thứ 3 liên tiếp dự giải vô địch Futsal châu Á. Với ngập tràn giải đấu và các sự kiện ý nghĩa như thế, tôi cho rằng các đại biểu bỏ phiếu sẽ có thể thuận lợi có những quyết định sớm ở năm nay. Cũng trong lễ ra mắt giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023, ban tổ chức đã công bố danh sách ứng viên được đề cử gồm 20 cầu thủ nam, 11 cầu thủ nữ, 10 cầu thủ Futsal, 10 cầu thủ trẻ xuất sắc nam và 5 nữ cầu thủ trẻ xuất sắc, cùng 5 ngoại binh ấn tượng trong năm 2023. Danh sách ứng viên được đề cử các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất môn bóng đá, đề cử ứng cử viên Quả bóng vàng nam: Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hải Huy, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Duy Mạnh, Trần Nguyên Mạnh, Lâm Ti Phong, Hoàng Vũ, Samson, Hồ Tấn Tài, Phan Tuấn Tài, Vũ Văn Thanh. Đề cử ứng cử viên Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Dương Thị Vân, Phạm Hải Yến. Đề cử ứng cử viên Quả bóng vàng Futsal nam: Phạm Đức Hòa, Khổng Đình Hùng, Nhan Gia Hưng, Dương.